Trong phần trước, thầy đã nhắc lại cho các em về tập hợp, phân tử của tập hợp, cách biểu diễn tập hợp cũng như mở rộng ra các khái niệm về số phân tử của tập hợp hay là tập rỗng là gì. Ở phần số 2 trong bài học về tập hợp và các phép toán trên tập hợp, chúng ta sẽ đến với các tập con và hai tập hợp bằng nhau là như thế nào. Với nội dung đầu tiên là về tập hợp con, quay lại với câu lạc bộ thể thao, gồm có các thành viên Nam, Trung, Lan, Ánh và Huế. Thầy gọi đó là tập hợp B. Vậy thì tập hợp A gồm các bạn ở trong câu lạc bộ thể thao và có chữ cái A trong tên, viết bằng cách liệt kê phần tử là. Những bạn mà có chữ A trong tên sẽ gồm có Nam, Lan, Trang và Ánh, nên tập hợp A sẽ gồm có 4 phần tử này. Từ tập hợp A, các em lại cho thầy biết các phần tử của tập hợp A có thuộc vào tập hợp B hay không. Nam, Trang, Lan và Ánh đều thuộc vào tập hợp B. Và tập hợp A mà có tất cả các phần tử đều thuộc vào tập hợp B như thế, người ta gọi A là tập con của B và chúng ta sẽ đến với nội dung tập hợp con. Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp S thì ta sẽ nói A là một tập hợp con hay gọi tắt là tập con của S. Khi đó người ta sẽ ký hiệu A là con của S. Chúng ta đọc A chứa trong S hoặc A là tập con của S. Khái niệm trên là một mệnh đề kéo theo. Vậy các em cho thầy biết A là tập con của S nếu mệnh đề nào sau đây đúng? Đầu tiên là tồn tại x sao cho x thuộc A kéo theo x thuộc S và đây là ba mệnh đề còn lại. Mọi phần tử nên ta sẽ sử dụng ký hiệu với mọi, trong đó phần tử thuộc vào tập hợp A thì kéo theo thuộc vào tập hợp S. Do đó, mọi phần tử x thuộc vào A kéo theo x thuộc vào S thì khi đó A là tập con của S. Và thay cho A là con của S, người ta cũng có thể viết đảo lại như thế này, đọc là S chứa A và minh họa bằng sơ đồ Venn, đây là tập hợp A, còn đây là tập hợp S. A nằm trọn ở trong S thì A chính là tập hợp con của tập hợp S nhé. Từ đó các em trả lời cho thầy câu hỏi sau đây. Cho tập hợp A gồm 3 phần tử là 2, 5 và 11. Vậy các tập hợp nào sau đây là tập con của A? Trong đó có 3 tập hợp B gồm 2 phần tử 2, 5, C gồm 1 phần tử 11 và D gồm phần tử 1 và 5. B gồm có 2 phần tử là 2 và 5. Cả hai phần tử này đều nằm trong tập hợp A, do đó B chính là một tập con của tập hợp A. Với tập hợp C gồm 1 phần tử là 11. 11 cũng là phần tử của A, do đó C cũng là một tập con của tập hợp A. Nhưng D gồm 1 và 5. 1 thì không thuộc vào tập hợp A. Do đó, tập hợp D không phải là tập con của tập hợp A. Khi đó người ta ký hiệu một tập hợp B không phải tập con của S là B không chứa trong S như thế này. Do đó ở đây D không phải là tập con của A. Và đặc biệt chú ý, người ta quy ước tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. Do đó, tập rỗng cũng là một tập con của tập hợp A gồm 3 phần tử 2, 5 và 11 nhé. Vậy thì tập hợp A sẽ có tất cả bao nhiêu tập hợp con? Ở đây một bạn liệt kê các tập hợp con của tập hợp A sẽ gồm có tập rỗng này. 3 tập gồm 1 phần tử chính là 2, 5 và 11. 3 tập gồm 2 phần tử như thế này và 2 tập gồm 3 phần tử như thế này. Nhưng có bạn lại thắc mắc là 2, 5, 11 và 5, 11, 2 chúng có các phần tử giống nhau. Vậy thì hai tập hợp này có phải là cùng một tập hợp hay không? Các em sẽ cho thầy biết A là con của B và B là con của A. Trong hai khẳng định trên, khẳng định nào là khẳng định đúng nhé? Tất cả các phần tử của A đều là phần tử của B nên A là con của B. Và các phần tử của B cũng thuộc vào tập hợp A nên B cũng là con của A. Khi mà chúng ta vừa có A là con của B, vừa có B là con của A thì hai tập hợp AB người ta gọi là hai tập hợp bằng nhau. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với khái niệm hai tập hợp bằng nhau như sau. Nếu mỗi phần tử của A cũng là phần tử của B và ngược lại thì A và B là hai tập hợp bằng nhau. Khi đó ta sẽ ký hiệu và hiểu đó là hai tập hợp bằng nhau nhé. Khi liệt kê tất cả các tập con của tập hợp A
thì hai tập hợp cuối cùng chúng ta đang đánh dấu ở đây là hai tập hợp bằng nhau. Hay nói cách khác, chúng là một tập hợp mà thôi. Do đó, tập A sẽ có tất cả 8 tập hợp con. Và chú ý cho thầy, tập rỗng cũng là tập hợp con của tập hợp A, và A cũng là tập hợp con của chính nó. Tương tự như thế, các em trả lời cho thầy câu hỏi hỏi chấm 5. Thầy có hai tập hợp C gồm các tam giác có 3 cạnh bằng nhau và D gồm các tam giác có 3 góc bằng nhau. Hai tập hợp C và D có bằng nhau hay không? Thì tam giác có 3 cạnh bằng nhau hay tam giác có 3 góc bằng nhau đều là các tam giác đều, cho nên mỗi phần tử của C cũng là phần tử của D và ngược lại. Do đó C và D là hai tập hợp bằng nhau. Như vậy, cách để chúng ta chứng minh hai tập hợp bằng nhau là chứng minh C là con của D và ngược lại D cũng là con của C. Từ đó các em sẽ trả lời cho thầy câu hỏi hỏi chấm 6, chứng minh hai tập hợp bằng nhau với C gồm có 3 phần tử 0, 12, 24 và D là tập hợp các số tự nhiên x sao cho x nhỏ hơn 30 và x chia hết cho cả 3 và 4. Tập hợp C đã cho bằng cách liệt kê phần tử, nhưng tập hợp D lại cho bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. Vậy thì các em sẽ liệt kê cho thầy các phần tử của tập hợp D là gì và xem C có phải là con của D, ngược lại D có phải là con của C hay không. Một số chia hết cho cả 3 và 4, tức là sẽ chia hết cho 12. Do đó D cũng sẽ gồm có 3 phần tử là 0, 12 và 24, do x ở đây phải nhỏ hơn 30. Do đó C là con của D, D cũng là con của C, ta có điều phải chứng minh. Và đó cũng là nội dung cuối cùng ở trong phần về tập con cũng như hai tập hợp bằng nhau.